Và xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của em tên là Hùng. Chúc mọi người có một cái ngày nghỉ hôm nay thật là vui vẻ bên gia đình và người thân, và nhớ đi ra đường phải đeo khẩu trang. Đấy, tình trạng là hôm qua hôm kia em ốm mà em bây giờ em mới dậy được. Em bị sốt nhưng mà em bị sốt sơ vi, càng nằm càng mệt. Em kinh quá, em còn không dám báo cho ai biết, không thấy báo phát là lại thai em đi. Bây giờ ở em bây giờ đang tập trung rồi nhốt rồi xích rồi cùm kẹp rồi nói chung là cách ly trực tiếp và gián tiếp. Nói chung là ở nhà cũng có mà tập trung cũng có, đi đâu về mà không khai báo là đến nhà, hoặc là đi khám khiếc ở tỉnh ngoài đấy về phải khai báo đó. Em bị sốt mà sốt sơ vi, càng nằm càng mệt. Em ngủ một lúc 40 mấy tiếng đồng hồ luôn, ngủ không biết một cái gì hết. Đấy, tình hình là có mấy cái tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi nhớ. Thì thôi các bác thông cảm cho em nhé. Có những bác nhắn tin cho em nhưng mà em chưa đọc và cũng chưa trả lời. Có những cái tin nhắn này hàng lâu quá rồi sao lại không trả lời hay là như thế nào đấy. Thật sự là em mệt quá. Bây giờ đang còn không nói được. Đờm đang vướng vướng ở cổ. Đang còn cảm thấy đang vướng vướng không nói được. Nhưng mà thôi cũng mừng. Đó là không sốt nữa. Các bác cẩn thận nhé, đi ra đường nhớ đeo khẩu trang. Rồi, hôm nay em có hai hình thức em mua bán, tức là các bác chuyển khoản cho em thì em sẽ bao ship. Đấy, chuyển khoản cho em sẽ bao ship. Và đây là số điện thoại của em, cái thứ nhất. Và hôm nay có một cái sự khác biệt nữa, là kể từ hôm nay, những cái đơn hàng mà từ 200 ngàn trở xuống em không bao ship. Em không bao ship nữa các bác nhé. Em không bao ship nữa, kể cả là chuyển khoản. Tại vì sao? Bây giờ mà tính chi ly ra thì thật sự có những cái đơn hàng em lỗ. Tại vì nhiều hôm các bác em bán một cái motor 100, các bác chuyển khoản cho em bao ship, thật sự ra là ship hết 40.000, có cái lên đến 50.000. Đấy, thì chỉ còn lại có 50.000 thì thật sự em mua cũng không được cái giá đó. Rồi mất công đóng, rồi gửi không may, rồi lại này nọ lung tung. Nói chung là các bác rất hết sức thông cảm cho em. Những cái đơn mà từ 200 đổ xuống chuyển khoản cho em cũng không bao ship nhé. Các bác thông cảm cho em. Em chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, chứ em không bao ship nữa. Đấy, cho các bác thông cảm nhé. Hơn một năm nay em mới nói được cái điều này. Đấy, em tính nói lâu lắm rồi, nhưng mà thôi hôm nay em mới nói ra. Tại vì hàng bây giờ nó lên kinh khủng luôn các bác ạ. Các bác thử đi ra bãi, các bác thử mua một cái gì đó xem. Đấy, các bác thử mua xem. Hàng bây giờ nó lên chóng mặt luôn. Đấy. Và cái thứ hai nữa là em không đi bãi lấy hàng được. Em không đi bãi xa lấy hàng được. Đấy. Các bác nhờ em lấy thanh trượt, rồi lấy cái nọ cái kia. Thật sự bây giờ là đi ra là người ta về cho đi tập trung luôn. Đó, đi tập trung rồi nhốt tầm khoảng 14-15 ngày gì đấy. Em chết dở luôn đấy. Nên là thôi, gà què ăn quẩn cối say, em ăn tà ở trong tỉnh mình thôi. Thôi không linh tinh liên thuyên nữa. Thì hôm nay em có mấy cái máy bơm nước và một cái bơm, bơm không biết là có phải bơm thủy lực không, nhưng mà phải đổ nhớt vào. Đấy, thì nó mới hoạt động. Không phải là nó hoạt động, bơm nhớt vào, đây như cái này này. Đấy, em có một cái ống đi nhớt và một cái ống ra hơi. À, phải đổ nhớt vào. Đấy, nhưng mà em chưa đổ nhớt, em mới tháo ra thì nó như một cái đầu nòng xe máy ấy. Đấy, em có một cái nồi trong đây, nó quay thế này. Hơi mạnh lắm, chưa cho nhớt mà hơi đã mạnh rồi. Nhưng mà theo em nghĩ là cho nhớt vô là để cho đỡ cháy cái đầu nòng thôi. Rồi, và hôm nay có motor tốc độ chậm, motor để tốc độ chậm để quay máy mía đó các bác. Cái motor này là tháo từ trong một cái máy mía tháo ra. Rồi, hôm nay chỉ có vài cái vấn đề đổi mới là cái mặt hàng nó lên thêm một tí nữa. Thì thôi các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Các bác hết sức thông cảm cho em. Bởi vì sao? Hàng bây giờ đã lên quá nhiều rồi. Em cũng không lên giá được, mà em mua giá thì rất cao. Nhưng để nói ra thì các bác không tin. Nhiều mặt hàng em bán bây giờ đang lỗ, thậm chí lỗ. Đấy, cho nên các bác thông cảm cho em. Các bác cố gắng nới thêm một tí nữa. Đấy, vui vẻ thêm một chút nữa cho em. Đấy, để em có thể có cái động lực em đi kiếm hàng, em mua những cái hay ho về cho các bác. Đấy, chứ còn bây giờ mà cứ bán lỗ như thế này thật sự là em không chịu được, không trụ được nỗi. Rồi ok,
bác nhớ nhá, các bác nhớ cho em nhá, là cái đơn hàng 200 ngàn bây giờ chuyển khoản em cũng không bao ship nữa nhá. Đấy, rồi ok. Các bác thông cảm cho em. Rồi, bây giờ vào cái vấn đề chính luôn. Bây giờ là em vào số 1 đi. Vào mấy cái trên này trước đi. Đây, đây là hai cái đầu quạt. Một cái quạt kẹp và một cái đầu quạt 12V. Đấy. Hai con này thì như cái bác mà bảo là em lấy hai cái quạt 12V đấy, về lắp vào máy cày nha các bác nhá. Đấy. Lắp vào máy cày thì tuyệt vời luôn. 12V cực mát cực khỏe. Đây là combo số 1. Số 1 em bán là 170k. 170k cho hai cái quạt 12V chạy vù vù các bác nhá, yên tâm nhá. Ok. Rồi, bây giờ đến số 2. Số 2 là một con motor máy giặt. Đây, ok. Con này 135W. À, 135W, điện 220. Nó xài cục tụ là 11 11 mi. Ok, 1,1.25A 11 mi. Và đây em chọn đúng cái cục tụ 11 mi cho em nó luôn. Sao mở thế? Đây 11 đây. Rồi ok. Cái này thì các bác cốt 10 ly các bác nhá. Các bác về chế cái gì nhỉ? Chế mấy cái băm rau, băm bèo, rồi chế quạt. Nhất là quạt công nghiệp. À, các bác chế quạt công nghiệp thì em thấy nó hợp lý, hợp tình nhất. Cái tác độ nó cũng đủ. Tuột cái gì rồi mà lại. Chết rồi, nấu nhầm dây à? Đúng đây rồi, đấu nhầm dây rồi. À được rồi. Đấu rồi, cái ổ cắm này. Rồi, ok. Con số 2 các bác nhá. Cái này chế quạt công nghiệp là hợp lý. Con số 2 250k. Đó, cái con này bây giờ mua đắt lên bao nhiêu nhưng mà rồi cũng có lên được đâu các bác. Đang định lên rồi chần chừ lại thôi. Số 2 250k các bác nhá. Và số 3, số 3 là một cục sạc 12V mà 6V 70A. Cái này em nói luôn cái giá mới của nó nhá. Cái giá mới của nó là điện cơ 304 Hà Nội, máy nạp 25 70A. Giá mới là 299.000, chưa bao ship. Đó. Và đây em bán 200. À, 200k. Đâu rồi. Các bác nhá, đây đây này, đây với đây là 6V này, đây với đây là 12V này. Ok. Cắm trực tiếp điện 220 nha các bác nha. Đấy, lúc nào báo lên đèn xanh này. Đây. Ok. Cái khi mà các bác cắm vô thì bao giờ nó cũng phải rung nó kêu. Tại vì cái phe này là phe của Việt Nam mình làm. Đấy. Cho nên là nó kêu te 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 te. Không sao hết. Đây là số 3. Bán với giá là 200k. Rồi giờ đến số 4. Số 4 là một cặp motor. Motor này em coi nào. Bao nhiêu watt ta? 130W các bác nhá. À, hai con này được đấy. Hai em này giống y chang nhau. Lâu lắm mới thấy cái con quạt quạt này 130W đấy. Thông thường thì nó thấp hơn nhưng nó không không mạnh như thế. Đấy, hai con thì em sẽ đấu tụ và đấu dây các bác cho đầy đủ nhá. Tí nữa con này em sẽ đấu dây như con kia luôn.
Đây, 130W đây. Hai con giống y chang nhau luôn. Rồi ok. Tí này là kiếm cái tụ 4mm. 4mm. Đây em mới đấu cái tụ 2mm thôi mà nó đã chạy bốc lửa rồi. Đây, đây mới đấu cái tụ có 1mm thôi các bác ạ. Cái này mà chơi cái 4mm vô thì nó chạy mất nóc nhà luôn, 130W cơ mà. Rồi số 4 các bác nhá. Hai con motor đen số 4. Số 4. Em bán với giá là 250k. Đây này các bác cứ mua quạt, các bác đi các bác kiếm quạt này cứ cắt cái dây ni đồng này thì ở trong nó bằng đồng, mà cắt cái dây ni này nhôm này thì ở trong tất nhiên là nó nhôm, nó quấn từ ở trong cái dây này nó quấn nó lấy ra đây luôn. Đó. Như thế là dễ phân biệt. Cái đó là cái chọn đơn giản nhất thôi. Các bác cứ cắt mấy cái đầu dây á. Dây ni đồng làm ra đồng, nhôm làm ra nhôm. Và đây, đây là một con motor 150W. Quá đẹp, quá xuất sắc, quá hoàn hảo các bác ạ. Cốt 10 ly. Đó, cái này thì về chế máy băm rau băm bèo. Chế quạt. Chạy rất êm. 150W các bác nhá. 150W. Con này là con số 5. Con số 5 em bán với giá là 330k. Cái hàng lên chỉ một chút xíu thôi, các bác nới nới theo một tí nha. Rồi, 150W. Và đây, con này chỉ 125W thôi. Tem nó hơi mờ nhưng mà em đã gắng nhìn ra được số 125 rồi. Nhưng mà chân con này là chân kiềng các bác nha. Đó, chân này chân đúc luôn. Lâu lắm rồi mới thấy cái con motor mà có cái chân này. Bởi vì cái loại này nó làm là cái đợt gần như là đầu tiên luôn. Cho nên nó làm chuẩn lắm. Con này con số 6 các bác nha. Số 6 em bán với giá là 320k. Đó, đắt lên cả 570.000 đấy. Em nói thật đấy, nhưng mà em chỉ đắt lên các bác có 20.000. Các bác cứ tính đi, đồng ngày trước á đang có 101 mà bây giờ lên 185.000 rồi. Các bác không tin, các bác có một cân đồng các bác mang ra bắt sắt vụn các bác bán là 185.000. Ok. Và đây là một cặp motor 24V. Đấy, 24V thì các bác về làm quạt 12V cũng được. Đó, em chỉ bán đắt hơn cái con motor 550 có một tí thôi. Hai con này em bán mỗi con là 80.000, là 160.000 thôi. À, đây là số 7. 160k. 24V các bác nha, nhưng mà chơi 12V cũng được. Các bác làm quạt thì không biết đến bao giờ cho nó hư. Rồi giờ đến số 8. Số 8 đây, số 8 là một con máy phay Đông Trang. À, cái con mà giống hôm nọ em bán đấy. Đấy thì em đã tháo được cái tay cầm với cái ở cái con kia ra và em lắp cái đẹp kia cho các bác nữa, em xin luôn cái này. Đó. Lúc đầu em tính là đưa cho các bác cả hai cái luôn cho các bác về thay lấy. Nhưng mà em đã thay rồi. Thì cái con này á thì em chỉ bán như thế này thôi. Các bác về mua về chế cháo nghịch ngợm thôi nhá. Như con này thì nó không có làm đúng cái chức năng của nó được nữa đâu. Anh chỉ được cái mạnh thôi. Đây cò kiếc em vẫn đang để nguyên đây. Ghê quá thôi. Chạy máu quá. Cái thứ nhất là cò và đến cái thứ hai là than. Đó, than thì em lấy cái than của máy hút bụi em cho tạm vô thôi. Đó. Nhưng mà các bác về vẫn dùng được, không sao hết. Em thấy vẫn đang xài được, không sao hết. Cái than này nó vuông vuông thôi, nó vuông như cái đầu đũa. Còn cái than kia thì nó hơi dẹt dẹt một tí. Rồi, em bán cái này cho các bác về em yêu khoa học nhé. Nếu các bác khéo tay thì bác về các bác đóng miếng gỗ ở đây vẫn làm được cái máy phay thôi. Tại vì cái này nó vẫn quay được mà. Đây này. Vẫn quay lên quay xuống được, vẫn hãm được. Đây. Đấy. Rồi, ok. Con này con số 8.
con số 8. Em bán với giá là 270k. Rồi, ok các bác. 270k các bác nhá. Rồi, bây giờ đến số 9. Số 9 là một con máy bơm nước 150W. Đây, máy bơm ly tâm 150W. Hãng Kufa thì các biết rồi đấy. Hãng này thì bền. Êm ru luôn. 150W, maximum 9m và hút cái chiều tốc độ áp đấy là được 33m. Còn dưới đây là 34 trên phút. 34 trên phút là cái gì? Rồi, ok. Con này là Carfu 150W. Em bán với giá là 380k số 9. 380k. Số 9 các bác nhá. Số 9. Giờ tới số 10. Số 10 là một con rất đẹp các bác ạ. Thân nhôm. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Quá đẹp luôn. Đây thương hiệu của nó đây. Đấy. Tozuki. Rồi ok. Con này mới chắc cả triệu bạc đấy. Con này nó nặng. Nặng hơn mấy con kia. Nặng hơn 3 cân rưỡi. Êm ru luôn. Đấy bụi lên này. Các bác thấy êm không? Êm ru luôn. Nó to hơn rất nhiều. Đây các bác xem. Đây. Đó. Nó cũng 200W. Mà con này cũng 200W. Mà nhìn con này nó to này. Vỏ nhôm. Rồi ok. Chạy êm như tờ luôn. Rồi con này là con số 10 các bác nhá. Con số 10. Em bán với giá là 450k. Ok. Giờ tới con 11. Kính quạt của nó đâu rồi? Con 11. Con 11 là 750W các bác nhá. Con 11 là máy bơm cỡ lớn nhá. Cũng êm ru luôn. À, đầu của nó là đầu 3232 các bác nhá. Máy bơm ly tâm nhá. Ăn giống như kiểu con cá sấu ấy. À, Sakaru. Công suất 750W, maximum 8m. À, rồi cái gì 30m, rồi 16m2, 48m. Rồi ok. Con này đang còn khá đẹp. Máy chạy êm ái luôn. Rồi tí em gá men ốc vào đây này là xong. Đấy. Con này là nặng gần 12 cân các bác nhá. Rồi. Con này là con số 11. Em bán với giá là 550k. Ok. Giờ tới con 12. Con 12 cũng như em nói hôm trước rồi, em đã dặn đi dặn lại rồi. Con này là bơm hơi. Hắn không phải là bơm xe máy mà các bác mua về để bơm xe máy. Hắn là bơm bể oxy, bể cá, bể kiếp. Em đã nói rồi, điện 110. Đây, em cắm điện 110 đây. Đấy, tắt mở đây. Hàng này là hàng Nhật đây.
cùng là bác gửi lại cho em rồi bác trả tiền ship, rồi cuối cùng em lại cũng phải trả tiền ship. Này có khác nào bom. Rồi ok. Con này là con số 12. Hôm nay em bán xả luôn, 400. 400 mà tính ra là lỗ 50.000, mà bây giờ mà ai mà chuyển khoản bao ship nó là lỗ tiền thêm tiền ship nữa. Đó, các bác thấy không? Cứ bị một con hàng là y như rằng là chán nản luôn. Rồi. Và đây là một con bơm. Đây cái bình này. Cái bình này thì nó đổ nhớt vô đây. Đây cái nắp đây, vặn cái nắp này đổ nhớt vô. Thì đây. Đây thì em gắn cái ống này vô. Cái ống này là nó đưa nhớt vô trong đây, nó hút nhớt vô trong đây. Đấy, nó cứ hút lại đây. Đấy, nó cho tiếp nhớt vô đây. Điện 220 các bác nhá. Và đây là cái đầu hơi ra này. Bơm cho cái gì đấy, nhớt nó đang ra này. Đó. Cái này là em tính đổ nhớt vô, nhưng mà ý là đóng gói cho các bác ấy, rồi lại cũng phải đổ nhớt ra. Rồi nó chây ra thùng, hân khá nặng các bác nha. Đó. Em tháo ra thì ở đây này, hân như một cái đầu nòng. Đấy. Nó làm vênh vênh, nó nằm vênh vênh, nó quay, nó ép. Đó. Rồi ok, con này là con số 13. 13. Em bán với giá là 500k. Không biết là cái này có được dùng là bơm thủy lực không? Tại vì là nhớt mà. Đó. Cái này là em gắn 4 con ốc vào đây. Em đã khoan lỗ rồi đây này. Đấy, em khoan lỗ đây rồi. Khoan mấy lỗ bên đây. Tại nguyên bản của nó là nó cũng làm y một như thế này, nhưng mà lại cái miếng gỗ thôi. Em chơi cái miếng gỗ vứt đi. Miếng gỗ nó bị dầu nhớt nó dính vô nhìn cái ghê. Số 13. Giờ đến số 14 các bác nhé. Số 14 là một cặp phục rất đẹp. Em chưa biết là em dùng cho cái xe gì. Đó. Nhưng mà đang còn trơn tru lắm. Đây các bác xem. Đang còn nhắn thín. Phục này quá đẹp các bác ạ. Không biết là xài cho xe gì. Thế đẹp lắm. Rồi, ok. Con này là con số 14. Em bán với giá là 200k. Rồi, 14 200 các bác nhá. Giờ tới con 15. Đây, con tốc độ chậm đây. Nó có 3 cái dây thì em sẽ đánh dấu cho các bác. Một cái dây chính này và đây là hai cái dây đảo nguồn. Đây. Các bác cắm như thế này, cắm dây trắng dây xanh này thì là nó quay ngược về đây. Còn cắm hai dây xanh thì nó quay ngược về đây. Đó. Đây. Hắn là tốc độ xay máy mía các bác nhá. Đó, tháo ra từ máy mía đấy. Con này khá nặng. À, cái đầu này em sơn lại như thế này để cho các bác biết phân biệt là đây là đầu nhôm này. Nguyên ở trên này nhôm này, phần dưới đây là sắt này. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cái bản nó kêu quá. Đó, nó không hề kêu một tí nào hết. Đây, còn đổi nguồn đây. Lấy một cái dây xanh đây. Xanh đây, tí này em buộc lại thành dấu cộng đi. Đây, cái này với dây xanh này là đảo chiều. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, ok. Con này thì khá nặng các bác nhá. Khá nặng luôn. Rồi, con này là con số 15. Bán với giá là 550k. Đây, các bác xem.
Motor này đúng là không phải Việt Nam mình làm rồi, 100% rồi. Nhìn cái đít như thế này là biết rồi. Motor từ nhá. Motor từ không phải là motor chạy bằng chổi than đâu các bác nhá. Từ đấy. Đây nhông nó đây. Đó. Rồi, số 15 550k. Rồi đến số 16. Số 16 là một con ổ nắp 1 kg. Con này thì con nắp các bác nhá. Nói chung là nội dung là nó hơi xấu một tí. Thương hiệu đây, AST. Cắm điện. Đó đây. Còn đồng hồ nha các bác nha. 220, 110 và 100. Đây, đây là cái này là cái tăng áp nhưng mà nó không tăng được tự động được. Nhưng mà khi nào mà điện nó cao đây, em thử giả vờ cho nó cao lên đây. Đấy, là nó tự cắt các bác nha. Đấy, phải cho thấp xuống. Nói chung là tự cắt được, đấy. Cho thấp tí nữa. Đó. Ok. Thử cắm thử con máy bơm coi. Rồi. Rồi, hai lỗ vẫn chạy. Rồi, con này em bán 500 thôi các bác nhá. Đồng 100% nhá. Con này là con số 16. 500. Rẻ và rất rẻ các bác ạ. Này các bác mua bằng đồng dùng bao giờ chả bền hơn là nhôm. Nói chung là để mà nói thì 500 thì quá chứ là rẻ rồi. Rồi đây, đây là một con máy bơm. À, công suất của nó là cái tem nó hơi mờ cho nên là các bác không đọc được đâu, em đọc cho. À đây, công suất nó là 60W. Đúng rồi, 60W đây. Ok. Con này là con bơm. Giống như kiểu bơm hồ cá mà. Bơm hồ cá dạng dạng to đấy. Nhưng mà chả hiểu sao có mạnh không mà mát. Gió lên mát hết. Đấy. Rồi, ok. Con này là số 17 các bác nhá. Em bán với giá là 200k. Điện 220 nhá các bác nhá. Và đây, hôm nay em tính là dành riêng một con video để nói về con này. Đó. Con trên mạng người ta hay gọi là hu cái gì đấy. Hu cái gì ma đấy. Con này mới của nó thì nó rẻ hơn con 353 khoảng mấy trăm. Nó khoảng 353 thì nó nằm vô khoảng 8 triệu 7 thì con này vô khoảng 8 triệu 3, 8 triệu 4 gì đấy. Đây, đời này nó có bơm áp đây các bác nhá. Đây cái áp này. Đây, các bác nhấn cái này xuống này. Đó, lúc nào nó nổ là nó chạy là nó tự bật lên. Đấy, còn cái này á, chưa like một cái gì hết các bác nhá. Đồ đang zin đét luôn. Đây, năm sinh tháng đẻ của nó nằm ở trong đây. Đó, nó sinh 2002. Đó, số má các thứ nó nằm ở trong đó. Gì đây? 018100. 07 cái gì? Hu. Em chả biết mà người ta hay gọi là hu hu hu. Rồi ok, đây là đổ nhớt vô để cho nó chạy làm trơn cái đĩa này. Và đây là đổ xăng, xăng pha nhớt các bác nhá. Đấy, còn đây là cái gì? Bơm xăng cho nó dồn lên. Đó, còn cái này là nó bị mất công tắc thì các bác về chế một cái công tắc hoặc là lấy cái tô vít này, chọc vào đây cái, ở đây đang có cái dây mát này. Đấy, bác về chế đi. Chọc vào đây cái là tự tắc. Đây, cái dây xanh này với có một cái công tắc đây. Đây là cái kéo e lên. Đó. Các bác mà dùng mà muốn dùng á thì các bác kéo e lên, xong các bác giật. Giật mà cảm tưởng nó ặc một phát là các bác lại đóng le lại. Đấy, đóng le lại xong rồi bắt đầu các bác hẳn giật nổ. Đấy, em giật nổ cho các bác xem nhá. Cái này á là khi nào mà giật nổ là nó cũng như thể treo ga á. Đấy. Thì các bác nhanh tay bóp luôn này, phải nhấn cái này xuống nhá thì lại bị ga được. Đấy. Đấy thì các bác chỉ cần ga phát là nó cắt cái chế độ mà treo đi.
Tại vì mình không thể nào mà vừa tay giật mà lại còn tay giữ ga thế này được. Đó. Rồi, em giật nổ các bác nhá. Con này là 350 các bác nhá. Rút đè ra. Đấy, mình cảm tưởng như thế là ạc ạc một cái thì mình đóng lại. Cái nòng con này á nó chỉ kém với con 5353 có một thôi. Đây là nòng 44 các bác này. Nòng 44 này. Đấy, bình thường cái là nòng 45 50. Đó, con này là khá mạnh, các bác dùng cho công việc nhà cũng được mà dùng cho công trình cũng được. Đấy, con này thì người ta khá dùng khá nhiều. Nói chung là con này á, để mà nói ra thì con này là thuộc dạng VIP rồi. Đó. Rồi, ok. Đó, các bác nghe thấy hơi hám mạnh không? Đó, tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Đó, nó chỉ mỗi cái công tắc thôi là không có. Đó, còn đâu cái gì nó cũng còn. Zin đét 100% luôn. Đây, các bác mua nhá, mà mua của ai cũng thế. Ví dụ như các bác mà không lấy cái lam là các bác phải lấy hai con ốc này nhá. Hai con ốc này là nó ăn thông vô trong cái bình nhớt luôn. Đấy. Hai con ốc này mà không có là nguy hiểm lắm đây này. Hai con ốc này là nó ăn thông vô từ cái bình nhớt ăn chọc ra và nó có một cái đế. Đấy, nó có một cái đế. Kể cả là người ta bán nhá, ví dụ như bây giờ trên mạng đang chào bán ví dụ như 4 triệu, 4 triệu rưỡi. Hoặc là cái anh ấy đang chào con 4 giống y chang như thế này mà long sòng sọc luôn. Đang chào 4 triệu rưỡi là cả cái này mà anh ấy chỉ có mình cái đầu thôi, anh bán 4 triệu. Kể cả là 2 triệu rưỡi, 3 triệu các bác cũng không mua cho em. Đấy. Cái thứ nhất là sao? Em thấy hơi nó hơi yếu rồi. Cái thứ hai là không có ốc này. Phải có hai con ốc này. Hai con ốc này không phải là ốc gắn liền từ trong đây đâu, mà là ốc rời đấy. Các bác vặn con ốc này ra là hai con ốc này nó tụt vào trong bình nhớt luôn. Và ở trong đó có một cái đế. Đấy. Thế nên là các bác tháo cái lam ra thì các bác phải vặn hai con ốc này lại cho nó giữ hai con ốc này. Hai con ốc này rất quan trọng. Đấy, còn con này đang còn liền lạc. Đang còn khá đẹp các bác ạ. Đây. Đây cái áp này, cái áp lúc nãy em nhấn vô bây giờ nó lại tụt ra rồi này. Đấy các bác thấy không? Hắn cứ chạy là nó là ra. Đây em nhấn vô nhá. Đó. Cứ chạy là nó ra. Các bác về nhiều người thì dùng nhớt thải nhưng mà theo em mà không nên. Dùng nhớt thải làm gì, có đăng mấy đâu các bác. Cái này này, hắn chỉ có bảo dưỡng cho cái sên này thôi mà. Đây hắn có cái biểu hiện là cái xích với cái giọt nhớt này. Còn đây là xăng này, xăng pha nhớt các bác nhá. Đó, tỷ lệ là 150. Rồi, ok. Thì cái con này á bán cho các bác là bán bằng cái niềm tin. Đấy, chứ không phải là đăng lên để mà bán cho các bác về rồi các bác không dùng được. Thật sự với các bác là em vừa mới đi làm con này hết 600.000. Em nói sai ra đường ô tô cán chết em luôn. Đấy. Để như lúc ban đầu em bán cho các bác cũng được. Nhưng mà thật sự với các bác cái hơi nó hơi yếu. Cái bạc nó anh sửa anh bảo cái gì nhá, cái tròn tròn vòng vòng tròn tròn này hắn quá mòn rồi và nó xước. Bây giờ mà cứ bảo là zin chưa bổ máy từ năm 2002 đến giờ, nhưng mà đây là mới lên lần đầu tiên lên cốt. Đấy. Bán cho các bác giật là nổ, nhưng các bác về và các bác dùng chỉ được một tuần thôi, thậm chí được có 5 ngày thôi là bắt đầu là các bác cưa đấy, đưa mạnh vô phát là chết máy, đưa mạnh vào phát là chết máy.
cái lúc mà ga lên nó không gằn lên được, nó không hết cỡ được. Đấy, như con này nó hét lên được, nhưng mà cái lúc đầu em mới lấy về ấy, là nó không hét lên được. Đó. Đây là em tính lúc đầu làm khoảng 200 thôi, nhưng mà đầu làm 200 là em chỉ đưa cho người ta lau rửa rồi cho nó sạch sẽ, thay mấy cái ống dẫn dầu nó bị vỡ hết đi, tại vì cái con này người ta để quá lâu rồi, người ta không dùng đến quá lâu rồi. Đấy, nhưng các bác nhìn này, đồ nó đang liền lạc, nó đang đẹp. Đó, các bác thấy không, nó chưa lai một cái gì luôn. Đó. Nó chưa lai một cái gì luôn. Đây, em đi sửa, người ta ghi cả số điện thoại của em vào đây này. Đó. Rồi, ok. Con này em bán với các bác nhé, là đúng 3 triệu. Đấy, các bác mua con này không bao giờ sợ bị hớ, không bao giờ sợ bị đắt. Rồi, ok. À, con này là con số mấy nhỉ? Con số 18 các bác nhá. Số 18 em bán với giá 3 triệu. Đầy đủ lam xích các bác nhá. Rồi ok. Đầy đủ lam xích. À, khi mà em đưa gửi cho các bác á, thì em sẽ tháo hai con ốc này ra. Đó, nắp zin của nó luôn này. Đó. Đây các bác xem cái nắp của nó này. Đồ của nó tất cả đều phải dập thương hiệu, tên của nó vô, kể cả đầu nòng các thứ, nó đều có một cái hiệu riêng của nó. Công nhận cái dòng này quá VIP rồi. Dòng này bây giờ là đang cháy hàng đây này. Dòng này mới đúng bây giờ cháy hàng, thì cả cũ bây giờ cũng hiếm rồi. Đây này, nó có một cái dấu ở đây này. Đây các bác xem này. À. Đấy. Đó, nó nổi lên nhé, chứ không phải chìm đâu. Còn trong đây này, nòng của nó đẹp như thế này. À cái gì nhỉ, cù lăng. Đó, thấy chưa. Đó, chắc chắn lắm. À đây. Đây đây. Thụy Điển, Thụy Điển. Cái hàng này là hàng của Thụy Điển các bác nhé. À, các bác nhìn này, cái màu của nó này, cái màu zin nó khác này. Bác thấy đẹp chưa? Rồi, ok. Thôi, hôm nay em xin kết thúc cái video ở đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Em chúc các bác một lần nữa là có một cái cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Rồi, nếu các bác ưng thì hãy liên lạc cho em theo cái số điện thoại là 0904792363. Đây là số tài khoản của em là Nguyễn Phi Hùng, ngân hàng Xe Banh, 5 số 0 đầu 2603771. Rồi em xin chân thành cảm ơn các bác nha. Xin chân thành và hẹn gặp lại. Bye bye.